Ngày 29 tháng 12 năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường công an huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, liên tục phát hiện 3 vụ khai thác vận chuyển cát trái phép tại xã Thành Phước. Vụ thứ nhất lúc 10 giờ cùng ngày tại ấp Phước Lợi, xã Thành Phước, lực lượng chức năng phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 71MK00614 do Ngô Minh Hoàng sinh năm 1994 ngụ ấp Phước Bình, xã Thành Phước điều khiển, chở theo 2,5 mét khối cát. Đến khoảng 10 giờ 50 phút và 14 giờ cũng tại địa bàn xã Thành Phước, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 vụ vận chuyển cát trái phép khác. Bước đầu các đối tượng khai nhận số cát này đều được khai thác trên phần đất của người dân ở xã Thành Phước. Những vụ việc trên, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý những người vi phạm. Hiện nay tình trạng lợi dụng việc cải tạo đất, cải tạo đập để khai thác đất cát san lấp mặt bằng đang diễn ra rất phổ biến. Để đảm bảo tài nguyên môi trường, mọi người cần nêu cao ý thức bảo vệ khoáng sản trong diện tích đất được giao quyền sử dụng. Những hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo pháp luật.